đôi bắt xẻ thì người ta có rất là nhiều cách, nhưng 10 năm trở về trước thì cách bắt hiệu quả nhất là dùng lưới giật. Lần dính có khi lên tới 100 con và có thể hơn nữa. Nhưng ngày chim thì nó càng khan hiếm và bắt khó hơn. Vài năm trở lại đây thì người ta dùng các máy phát vào lưới, chim nghe thì bay vào. Nhưng càng ngày nhà cửa mọc lên, san sát nhau, đất thì cũng không có còn nhiều nữa. Cho nên anh em đánh bắt lưới thì gặp nhiều khó khăn. Vì không có chỗ dân lưới nè, rồi anh em phát minh ra cách săn bẫy chim sẻ bằng keo. Cách này thì khá là hiệu quả hơn, di động hơn. Anh em có thể di chuyển dễ dàng hơn nè, chỉ cần lấy xuống và mang đi một cách rất là dễ dàng. Mỗi chỗ anh em có thể bắt không quá là 10 đến 20 con, có chỗ thì 50-60 con. Anh em có thể di chuyển dễ dàng hơn, chỉ cần là lấy xuống và mang đi một cách rất là dễ dàng. Mỗi chỗ anh em bắt không quá là 10 đến 20 con, có chỗ thì 4 đến 50 con nếu như chỗ đó chưa bể và chưa có ai bẫy. Biết là anh em kiên nhẫn ngồi chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn, vì chim càng ngày càng khôn nè và bể. Chúng biết và không vào nữa. Anh em cứ chừng một loại chim thì không có được, chim sẽ không có về nữa. Thậm chí nghe bay về rồi nó bay đi. Và anh em cứ nghĩ đi, lên mạng tải những tiếng nó xuống có làm được hay không ạ? Anh em cứ thử nghĩ đi, đời này có cái gì mà miễn phí và tốt đâu, đúng không? Chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Mong anh em like và subscribe, đăng ký kênh Săn Bẫy và ủng hộ em nhé, để bên em có động lực để ra tiếp những video tiếp theo hay hơn và mới hơn.